Trời ơi. Gai con nào nó dính luôn kia à? Nó thích vô con nào vô à? Trời ơi. Thôi thôi không ngựa. Khủng không? Tám cái tầm ra mà. Đây, không tự nhiên. Thôi anh không để cái này. Không đầy rừng, rừng nó tản á. Bắt đi đi gài lại. Ủa nó bự nè ông nội ơi. Rồi rồi khai chú bậy. Bắt ra đi. Thấy cái túi đâu đấy, tôi bỏ đi. Trời ơi. Bỏ đi ăn đi. Ngày bảy đâu dưới đây dính ngon ngựa kìa. Trời ơi, ở tả nào lại ăn muốn ngán luôn á. Còn túi nào không? Cái bao cái gì được. Anh xuống đây anh dắt mình đi kiếm con hổ sáp. Hổ đó hổ đất chứ không phải hổ sáp nè. Thấy nó hoài luôn á. Nhưng mà lấy cái bẫy anh gài nhưng mà dính được con ngựa. Khu này là khu của mình nghỉ nha cô chú anh chị. Nắm cái lưng lên luôn. Con ngựa nó bự. Rồi con ngựa này cả ký á. Tháp nè. Bảy giờ úp à. Dính thịt. Rút cây ra, rút cây ra, rút cây ra. Cho đậu ra. Đầu ra nó dính cái nó sóc vô cái hòm. Phải chọt đại cái tay sâu vô phải bật chứ không nó sóc vô cái da rồi. Sóc vô rồi. Rồi. Mày hả bưởi? Con ngựa hết lăn con ngựa. Ừ, con ngựa. Cắn cái quần luôn trời. Nha. Rạo rạo luôn. Nha những quần rạo 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 không ra luôn. Không con này không tới 1 ký đâu. Trời ơi tét da rồi. Nó cắn nó á. Đâu có nãy gị ra tét à. Bị sốc hôm á, nãy sốc hôm đây nè. Không con này không tới 1 ký đâu. Rồi luôn. Con này 8 năm rưỡi à. Đi ra rồi nó dính mình nơi như cái mình. Tùng lấy cái nó mất tiêu ta. Đi con này chừng 8. Trời ơi đâu. Đâu cắn này thử coi. Cắn này thử coi. Ghê, ghê theo rình rành luôn. Ok, ở vô. Tép lưng à. Sắp vô hôm á. Vô hôm á. Con này chừng 8. 9 tầm răm đó lại. Trời nó nặng tưởng là vô hổ sáp. Tưởng là vô hổ sáp à. Thấy nhặt ra thấy con cái này con cục này con này nó mạnh ghê tăng. Lâu dữ rồi đó. Ừ. 3 tầng luôn mà. Quá xa. Cái túi này đừng quất con lắm mà ta. Cái túi này đừng quất con. Học cần cho nó nhiều. Cái nào 20 không? Có. Này trừ rồi nè, giờ cân như tính nhiều. 85 gần 900 gram. Gần 900 gram hả? Chú 10. Chú 10 hảo với ông dữ lắm. Thôi nó còn cần cần luôn. Chú 10 quên nó cái là nó không chết à. Vô hết trên luôn. Chạy. Chạy. Rồi kêu luôn ghê không. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Chào anh em cái anh Trung ơi, lâu gặp Trung quá. Thôi vậy anh Trung đi nha, không bị quýnh ông nội ơi. Coi nè. Đập đó, đập đó. Thì hiện mấy cháu mình có mặt tại khu vực của ấp Giang Thành và của xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị. Thì ngay chỗ này thì anh Trung anh thấy cái con hổ đất. Hổ đất chứ không phải hổ sáp không? Có một cái chén. Cái đó được hai lần. Không giọng này nè. Lên xéo này nè. Thì anh Trung dắt mấy cháu mình xuống đây tìm kiếm đó. Nhưng mà thấy rừng rậm quá cũng khó ăn nè.
ở mấy dưới đây toàn là chuột cống nhung không à. Hướng đó thôi, đi thẳng lên đó không kìa. À, anh thấy hướng là ở đó nó bò lại đây không hả? Bò này lúc đó lớn lắm nè. Tôi que nhờ ráo. Ôi, chào anh em luôn, trời ơi, kiến lửa cắn ông nội ơi. Nãy giờ cũng đi vòng vòng nhưng mà không có đẹp hang này vậy. Giờ chú Bảy lộ mấy anh đây cô chú anh chị. Cái gò này lúc trước á thì chà bá luôn, cô bé móc rồi. Móc về còn gò kia. Cái cây nè. Cây này con ấy bả nha. Ông quay nè. Chú Bảy nè, nè. Ngay đầu cây con đó. Ở đây con nữa nè. Ê, con Lý. Đây nè. Trời cỡ. Đây nữa nè. Đó. Ủa con này ốc vàng. Ốc vàng. Này ốc lát nè. Trên này có ốc lát nè. Chút xíu bắt luôn. Vậy mà bên kia kiếm bên kia nếu mà có dấu tích gì thì mình chưa mùi lội qua coi chú anh chị. Ốc lát mà không. Ồ, ốc vàng cả đống nè. Mới lội xuống gặp được cặp ốc lát ngon quá. Ừ, vô tuổi luôn. Cạn mà. Cạn. À. Đâu nó dậy nằm xuống nằm cài đi chứ. Anh trọng cái ngang này nè, hàng dấu quá trời trời, trắng nước dưới kìa. Chú Bảy một bên kia. Rồi móc ổ ghê rồi chứ. Chừng nào đáng trung như hổm nè. Không, vô con này bự. Nó ký tôi lên. Rồi luôn. Trời ơi. Có dấu không? Có dấu. Mẹ lời. Hình như trong đây có chiếc ghe nè. Giờ con lội qua đồ đạc sao lội ta. Nào vô khúc có dấu mới không con qua chú Bảy? Không có cầu nữa. Không có cầu. Chú Mũi đi tèn tèn vô kia có chiếc ghe không? Mượn qua gì? Anh chú này mấy nay quài chú biết mà. Để coi chú Mũi đào coi cái hang giống mới của chú chị. Dạ, kiên thửa. Sao? Mới hả? Có chiếc kia thì lội con kia sao giờ? Có không?
con chú ơi. Ui. Chết mẹ lời. Có chiếc kia chết luôn. Hỏi qua luôn chứ sao giờ. Bỏ đồ bỏ đạc vô mới được cô chú anh chị ơi. Điện thoại điện vọng người vô lỗi quá luôn chứ sao giờ. Chứ đứng đây quay lỡ bên kia có rắn này. Không thấy được gì nữa. Rồi để mình lội qua cái cô chú anh chị. Ui ui. Ui mát đi. Ui ui. Ây da trời ơi mát. Ui ui. Chú mượn bà đó luôn đi. Người nào khô cho khô người đi. Ây da. Trời ơi cái hang này giấu nè chú Bảy. Mấy đây mấy hang này có dấu ráo luôn á. Qua luôn chú Mười ơi. À. Đúng rồi. Nè, cháu này cô chú anh chị. Quá trời hang này nè. Nguyên cái hang này nè. Nhé, một là nhét hết, còn hai nữa là giấu quá trời luôn. Vừa đào vừa canh. Bỏ bản luôn đi, bỏ bản luôn đi. Chứ khi tứ sao mình cũng quan đó à. Xuống nước luôn. Dòng cái nó là còn nước thú dữ vậy. Xem phía nước qua luôn chú ơi. Chạy quẹo à? Không, dán áo tới đây nè, tới bụng à. Sợ chú Mười bụng phệ, sợ lúng xuống xíu nữa. Chạy ướt bụng luôn quá chứ đâu. Lên. Chưa. Đặt rồi, thường thường xuống ở dưới ngay chỗ đó có chiếc kia. Chiếc kia. Vỏ nhỏ. Bất đỡ. Trời ơi nè. Đi nè. Ừ. Đường đường luôn thấy không? Nè. Ừ. Đất, đất. Cái đường nè. Nè, cô chú anh chị thấy không đi nè. Thấy không? Chúng được bóc lát mà trên này bóc lát. Em ơi. Thu vàng. Dạ. Mập nút. Mất luôn. Trời ơi. Nóng lạnh luôn. Mấy kinh này không bạn? Nóng lạnh giấu luôn kìa. Giấu rồi, bị chặt nghéo quá chừng của chú anh chị. Giấu lớp rồi. Ở ngoài từ lưa luôn nè. Ngồi dưới nè Tăng. Ừ, giấu quá trời luôn. Một tiếng cái luôn nè. Nè. À. Á à, dấu này trọng lắm á. Nó đâu. Đây rồi, cất lên. Ờ vô dấu nép nè. Nào tới đi rồi, tới đi. Chầu yêu con rắn nè.
Đấy. Cùng luôn rồi. Đổ lên trên rồi. Trời ơi. Cái này. Lên trên này. Nó mới can xìm em. Giống cực kỳ giống luôn. Trơn trời. Răng nát đó. Quẹo lại nó. Nó út đi. Đi mất nữa. Ừ. Vậy nè, lá hồng cũng miếng bụi luôn. Rồi. Trời ơi. Ừ. 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 Khủng luôn ha. Thấy luôn đi con. Hết luôn. Em gì đây? Nè, đây dấu của đèn quét tới đây luôn nè. Trời. Lưng luôn. Nè. Rồi, ok, được rồi. Biết tôi nói đi. Nhất luôn. Già quá lỗ đó. Ngay bụi. Ôi ơi. Ôi. Ngọt ngắt. Hồi như nãy có ngắt ly lên tay trái nè chú ấy. Hồi nãy có ngắt đây nè. Đây nè. Cũng rồi. Nè. Nghe đây nè chứ đâu. Nè. Ừ đúng rồi. Nè nó đi đây nè. Quần vòng này nè, tầm lum này nè. Mà chạy đâu? Trời ơi, gan của chú Bảy. Nóng mắt làm rắn chà bá coi. Bên nữa. Ừ. Còn mới lắm nè. Hai nhát được luôn. Mà nó ngã trổ như thế này ta. Chắc cái này thì ôi nó ngã thẳng tới. Quá vậy. Nó chua. Đó, nó xem ống luôn. Em phải ăn đi đâu? Đi ra quà mé không chứ. Em hàng này đi xuống. Đào đi, làm cho. Đi ra quà mé không? Hàng đó đó, hàng đó cũng còn nhiều dữ dằn. Hàng này vô hai cái binh rồi nè. Hai cái binh dấu cực kỳ đó. Ra quả mé này không? Ừ.
này nè. Giống rắn này tổng lắm nè, không nhỏ đâu. Đi ra không luôn á. Dùm dồn hoài á. Đông đi ra không. Nó cực kỳ luôn, nó thấy gì đó mà trời. Nhìn thế nào? Nó đang đi xe xéo qua mấy em. Nó ra tiếp kinh luôn à. Không thấy gì đâu trời. Trời ơi. Ở đây không? Còn có những cống xuống nữa nè. Có nhát nào tao ở đây không? Không. Ngay bụi cỏ luôn ngay đây nè. Rồi ngăn cấm nữa. Đi cấm hàng móc được. Trời ơi. Kỳ á. Quẹ tao lại luôn không? Ừ. Đây nó không vô nữa nè. Không biết thì có đâu. Giấu quá trời luôn. Giấu nó lạnh giấu luôn. Ôi trời. Cặp cặp cái kinh không. Nghe hơi nó chấm thẳng xuống luôn. Rồi con cua rồi, xuống con cua rồi. Chàng. Giờ này không nắng chiều không mưa à. Nhà này nó giấu quần nóng lạnh đó luôn. Bún cục cỏ. Cứ ngược ra làm sao nữa. Cổng ghê luôn. Như da bị cái này quay đó. Nhìn xa là thấy luôn.
cũng ngon này. Nhất thì thẳng lên trên nữa. Tao nãy giờ hư 40 cỏ rồi. Khó, giờ phải bứng chứ đâu chứ. Bứng lắm, đọc lại. Còn ra bụi này nó dễ. Dễ chết à? Đó, cái gì vậy? Bụi nó, còn đất nó nguyên bụi dễ gì chết á. Hàng này có gách nãy đi lên tới hang chú 7 luôn ta. Này vinh cho quá nữa. Bắt đầu giờ kéo mày tới rồi, thấy giờ. Men hả? Được chưa? Trời ơi. Chút nữa là mất hết luôn nè. Trời ơi. Trời ơi. Năng ra vào nữa rồi nào. Nữa. Ra mé quả ăn chung với hàng bãi luôn đi chứ. Chung hàng chú 7 á. Ê. Ui ơi. Trời ba luôn. Con hổ hành hết lăng luôn. Nè. Nè. Ngon. Bày hả bưởi. Trời ơi, con anh nó bự kìa. Đâu, đâu. Ui cười. Hết lăng. Tụi ơi. Cái con cà bá lửa luôn. Thôi bự lắm. Nè. Ui. Ôi ơi con hổ hành. Ôi ơi con hổ hành. Hết lăng, hết lăng. Làm cao. Ôi ơi. Lội kinh chứ. Chứ là sao đi. Anh Tung, lấy em cái túi qua luôn. Ôi, nó vô đó rồi, nó bít ra ta. Ôi, anh được 700 ra không ta? Chắc hưởng à. Cái đó à. Ôi, con hành nè. Đuôi trà bá. Đâu có nghe ta. Ủa, bả đi. Đâu bả đi, em chút lộ qua luôn, qua chưa mất công nước. Thôi, để em lộ qua không cho. Thôi, đem qua đi. Đi. Đưa, qua lấy cái... Bỏ một đất vô á, bỏ một đất vô chọi quá à. Đây cạn queo đây lọ đưa. Lấy túi đỏ anh Tùng. Nhỏ xíu. Có túi đỏ đâu á. À kể 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 được rồi. Wow. Ô anh chụp á. Này chắc cứu rồi, này chắc cứu nhất lại, không biết được 700 gram hay không nè. Đất ở đang nguyên cái nhà hàng nóng nực thật chứ. Ồ hành, mập lúc luôn rồi ơi. Mập lúc luôn cái đuôi rồi. Hè hè vô. Còn không? Còn rồi, lội trong qua ngay chóc kìa. Chú Bảy không lội tước. Đã cái nhà hàng này là để ý nó từ lâu rồi. Là em quay phim không lẽ em đứng bển chi sao giờ. Mới vừa lội qua là bước lên ngay đây đi lại đó là thấy dấu lớp cực kỳ rồi đó. Đi tạm kiếm chiếc ghe. Không có chiếc ghe. Không nữa. Có chiếc ghe. Lội luôn chứ sao. Này để con đi quá. Nghe bển. À, nãy anh có điện em không? Hả? Kìa anh đốt than luôn đi. Có mồi rồi. Để lắp cái này lại cái đi. Này đi cái gù này. Cái trong kia có không hả? Đi hết gù này đi lại lội qua. Thì mình tắt máy mình lắp lại coi chứ kìa. Giờ thấy ông nội. Ông nội bà ngựa. Cần thử anh nó nhiêu? Ngựa, anh bên sông em, anh ở đầu sông em cuối sông. Nãy mình chú 7 lắp lại tổng cái cỏ lại coi cho anh chị.
700, nếu mà túi luôn là 800 lam á. Trời ơi, con này 7 lần rưỡi luôn. Con lấy. Em chăm đi hết cái rồ này, bắt đầu lội kinh đi qua mé bên kia. Nhờ lội kinh đi ra ngoài kia nữa. Đầu hang tiên vô bùng bình giấu nóng lạnh luôn. Nằm bên hang chú 10. Quá khùng. Từ từ. Ok. Không được thôi rồi đi. Để cho nó bự chút xíu nữa. Em tung được con con ngựa gần 900 gram. Dạ con hấu hành này 7 gram rưỡi hả? 850. 750 á. Có cái gù rồi bay lớn vậy nè. Đó ông ngậm vợ anh vô đây nằm lọt. Ông vợ anh lọt lắm. Nhiều khi nằm cái hang hâu bích rồi ngồi đó cái nằm à. Nhất là mấy kinh rồi. Đánh vô đủ thân tổng là anh nằm dễ lọt luôn à. Chiều nay anh có hàng nhậu khách thì 8. Dấu nữa lướt hai bên luôn người ta. Kêu không? Nhỏ đi hai bên luôn. Cần lợn rắn này nãy anh trung cần không có. Tôi chính chuyện không có thấy. Có nào cân lên bây giờ cân lên 900 gram không? Sọc cái vô nó ỉa sọc. Chốt luôn. Cái này không có dọn về móc về tách vô mấy bao này. Cái gì? Hồi nãy anh cân có lộn không vợ? Nãy anh cân nhiêu? 855. Vậy giờ có 8 gì 795 vậy? Giỡn anh. Nãy cần mới cần nãy 855 mà nó gì vậy? Nó bấm gì chứ không rồi bấm 855. Nếu có nhiều chứ không vậy đúng không? Giờ giờ 8 mấy. Bao lâu? Đúng rồi, con này 700 gram hả? Cần 2 lần chính xác là ngay. Cái này đó là ha. Đào qua bốn hậu sáp chạy ra coi. Bơi chỗ này nè, làm sáp lại chứ đâu. Bơi đây nè. Bờ ấm quá ấm rồi. Thế là bờ đất khô ấm lắm. Giấu rồi. Đúng rồi. Bên hang trà bá luôn. Đúng rồi. Bên lên trên thùng để vô luôn. Đám này có lý nè.
sâu vậy? Lụm con lụm con hôi dạnh khổng lồ kìa. Cháu bự mà. Cái được bự lắm. Cháu mày cháu bự mà. Bà này ấm quá ấm mà. Nè tụi ui thôi hết lăng chắc lụm con nữa quá giấu để đi vô giấu cài lằn nóng lạnh luôn cùng chơi mày cũng cùng nếu mà có giấu ra là quan là mình thấy giấu hoài đó là anh ta lạnh con giấu em thấy ngoài mà làm vô trong thấy cái dấu chài bút rửa rồi kia rồi cái dấu đi sâu không bạn sâu mà ôi cái dấu ngoài mới đào đó có cái miếng tới công chuyện mình nữa rồi không có thấy dấu hoài nắng này vô cổng không biển lọt đúng không á mưa mất dấu hoài chứ không nếu sáng có đi ra là cũng có dấu ra hay coi chừng mấy cái bé bên kia có hang đi cổng có hang không tuôn ra cái này tuôn á không kiếm được cái dấu á hang này dấu hơn cái hang này không anh khui nó còn đi giữa đúng không nghe chú mười đạo bệnh chú bảy đạo đây lú đầu ra con bắn lưỡi đổ quét không hành cũng lưỡi đỏ rồi ra ngoài nhấp cái cờ đi lên nhấp cái gì như là ngoài nhấp tốt lên có chứ gì vậy chưa thấy gì hết quên hết nó còn bên luôn nè thấy này đúng không quên cha quá lửa luôn nó quẹo mấy đây nè quẹo mấy đây nè đất bằng phiến hết đâu luôn á đây lửa đi cho ai sắp tới rồi đó để con quan sát có thấy lú đầu là con hú liền tới công chuyện rồi mà cháu này cháu hậu vợ
hai đó chín chín thôi. Nếu mà hổ ngựa thì cũng bự lắm á. Không, đâu phải vô này, không phải vô. Ở có hàng nặng cắm đúng không? Hả? Đầu cắm. Ngay đâu ngay một quýt già ba lửa nghe, thêm sáng được không thấy à? Còn té qua đây chỉ già ba luôn á. Thêm sáng ngay qua rồi đó. Hả? Ôi nó giấu cờ. Nó nhìn ngay cái hang này đó. Con ngay cho đó còn một bên nào đi nữa. Cái này có một bên này còn cái này nữa nha. Trời ơi, không có cố nè, cố đâu. Còn cách đi hả? Có nhắc ra qua đây nè. Có lý. Có. Còn là có lý à? Có nhắc theo qua nè. Nha, cái này thấy một bên này eo eo cái này nha. Còn đi vọng á. Nhắc còn ngách thôi mới mình mới không thấy nó đó chứ hết ghép là mình còn một vinh lớn như nó lẻo qua đây nè. Nhưng mà nếu mà hết ghép là nó nằm đó mình thấy rồi. Đào đó đó. Có lạ nằm có đó có lạ đào nó nằm luôn đây. Con không còn ăn đi, còn ăn đi chưa, nó quẹo quá khùng luôn. Thầy ơi đánh gì ra trời. Trời ơi hết nó cái dấu luôn. Ở đây đây nãy có ngách đây còn đi không chú mày? Hả? Ngách đây nè. Nãy nó không có đi mà nó đi ngách ngay chỗ này nè. Ôi giời. Đau đầu thiệt. Chú bảy thầu tay á. Cắm đầu cắm cổ dưới hang này luôn. Trời. Nãy không thấy dấu hoài luôn á. Thích tình. Khôn thiệt à. Cái hang này không có miếng dấu luôn. Một hang thôi. Đây còn cái hang đây nè. Xuống ngoài đào đi con canh ra. Ngủ đầu mày chết mày tao nè. Còn hang mấy đây nữa mà hang này thì hy vọng thì nó không có cao. Nó mong manh quá. Sâu quá. Rồi thủng rồi. Thủng sáng. Ồ, xong. Tiêu thiệt luôn rồi đó. Hư hàng cái đó bạn Trung ơi. Tiêu hàng đó. Rồi chú anh chị nhìn cái gù đất dày nè. Nắm cỡ này nè. Em nó không ở ra nữa ông nội. Cái con vợ này mà mình không được, không gặp cái hang này mốt phóng núi xuống gặp hang này mình lụm liền luôn á. Đây còn hang chuột trà bá nè. Đi hành ở đây không có dấu, còn dấu đi hành ở đây hút con lúa đi mình chết liền. Giờ mấy cháu mình xuống cái đám chuối đó coi chú anh chị thẳng như đó đó. Thật khổ.
dấu nó bư hơn cái dấu hậu hành lúc sớm bắt nè. Á à, luôn. Em mình cút mà vậy hả? Trời ơi. Con cỏ tầm như ghen rồi nè. Tiêu vàng hang. Ủa. À. Ừ. 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 Mòn quá trời. Trời ơi. Mắt xanh lè luôn rồi sao vậy? Cỡ này đi đi ra ngoài. Ơi mắt xanh lét con mẹ. Tạp. Thấy đường nè. Chú Bảy chụp được cô chú anh chị. Này. Ô, nhỏ hơn con của anh Trùng Sáng. Đang ngồi đằng kia. Vậy ô. Ngựa. Đi 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 tới đối đầu với anh à, anh không chạy luôn, không có rú à. Vô vô tiếp vô. Ôi mắt mắt đục ngào vậy đó, đó ngoài nằm. Đục ngào luôn nè. Con ngào đi lâu ngoài. Hơn nửa ký vậy bọn. Ừ, con này 6 7 tầm ra. Ngoài hết thôi. Hết thôi. Chú ơi, chú ơi, xe sẵn bợm con miếng nó bốn lên chú ơi. Thôi để đóng như đây. Đục mắt mắt xanh le. Làm thiệt chứ. Đi tới cái giò sao dòm, dòm cho thấy anh nằm dắt ngang rồi đó. Thật tay chụp cái sao đi ngã dòm ảnh mắt sắp lè. Này quá trời mồi luôn mà không có bạn. 7:30. 7:35. Cái này túi này không tới tầm rạp. Cho nó 6:35 đi. Bạn ngon. Cháu này mới tin nãy luôn mà. Vô tiếp. Dưới dưới vậy, thấy, thấy ở dưới rồi, dấu lết mà lên đây gì đâu mà nó bích vậy rồi sao kiếm đi ngoài. Em có chạy được không? Thiệt quả. Thiệt quả chạy thiệt. Cái này hết lần luôn á. Ừ. Chứ mà nó có rau dền rồi đó. Rồi đó. Muốn tiếp. Nó ngọt ngon lắm. Hái chừng nào được ăn? Trời, hai lá nó nhiều lắm mày. Trời, ta hái ta bán không? Trời, tiền Sài Gòn tiền không á. Mình ăn tại mình thấy vậy chứ. Lá ba lá ấy nè, ta hái đó nè. Lá này nè. Lá này nè. Này. Luộc hả? Cầm rau, hả? Hết làng hả? Cái chất ngọt của nó đâu có thua gì trùng ngốt đâu. Qua wow, đầu đám xanh mướt luôn. Trời mày, đào hoen nãy không có con kia nóng mũi là đục vô giờ không ngựa chụp mày luôn hả? Tất cả hàng nãy uống kim trồng cái xíu đó là đó là bắt con về luôn làm 10 con ống không 9 con quất cái hả đó họ mấy người gì họ biết được chú em không ấm đèn nữa mới được đúng rồi thôi rồi mấy cháu nó quần một cái vòng tròn của chú anh chị thì đào được con hấu hành kia chú Bảy chụp đựng con hấu ngựa còn đào cái hang hấu dọn kia thì không có giờ ta xe bắt đầu dột về của chú anh chị ơi anh cháu mình kết thúc xin phép kết thúc cái cuộc hành trình ngay đây thì thành quả được 2 con nha 2 con được nữa, được 3 con ngoài ký rồi chào anh em đi rút
Chào cô chú, chào anh em luôn. Rồi, chào anh em luôn. Anh Trung ơi. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip tiếp theo. Hẹn cô chú anh chị là mốt cái đây phóng lúa xong mình xuống hôm này tiếp.